Pha đi bóng rất hay. Nguy hiểm. Thời cơ vẫn còn với cầu thủ Malaysia. Cú dứt điểm trong tình huống này đã được Quadron đưa ra và gửi một lời thách thức tới khung thành của đội chủ nhà. Trước đó là một loạt những động tác xử lý kỹ thuật của tiền vệ cánh trái Ibrahim. Văn Quyết. Trọng Hoàng. Vẫn là Trọng Hoàng, cú đá ngay. Đó là sự khác biệt mà Trọng Hoàng đã tạo ra. Đó là đẳng cấp của một trong những cầu thủ được kỳ vọng bậc nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này, và quan trọng hơn cả là tại một pha xử lý đẳng cấp. Đó là sự khác biệt rất lớn từ Trọng Hoàng, người cũng đã từng ghi bàn vào lưới của Malaysia tại vòng bảng của SEA Games 25. Không thể tìm ra bất kỳ một yếu tố nào khác ngoài những mỹ từ dành cho bàn thắng này của U23 Việt Nam mà thôi. Cú đá không có gì khó khăn với Tuấn Mạnh. Matron cũng là người đã. Trọng Hoàng. Đường truyền rất nhanh, Văn Quyết. Có thể dứt điểm đi. Cú đá quá thiêu lực của Văn. Pha qua người là quá hay rồi. Nhưng sự hoàn hảo đã không đến từ tình huống dứt điểm cuối cùng. Cú đá của Matron. Tỷ số là 1-1. Cú đá quá tốt của tiền đạo Mao số 9 và cũng là người mang băng đội trưởng của U23 Malaysia. Hai bàn thắng của trận đấu này đều là những pha xử lý rất ngoạn mục. Trước đó thì thủ thành Khairul Fahmy không có một chút cơ hội nào từ cú đá của Trọng Hoàng, và lần này thì Tuấn Mạnh cũng rơi vào tình trạng tương tự trước cú đá quá tốt của đội trưởng Patron. Pha bóng đầy tốc độ và sức mạnh của cầu thủ Malaysia. Đây là lúc mà yếu tố thể lực đang giúp cho Malaysia có được thế trận tốt hơn. Trừ giữa Long Giang và Lâm Anh Quang. Rất nguy hiểm. Có vẻ như là trận đấu gặp Uzbekistan đã khiến cho cầu thủ Việt Nam mất nhiều sức, trong tình thế mà chúng ta phải 10 chống lại 11 cầu thủ của Uzbekistan. Cú đá phạt góc của Thành Lương. Hoàng Thịnh. Cú đá ngay, không vào. Thêm một quả đá nữa của Trọng Hoàng. Goal!